Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin thể thao của Đài Phát Thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là thông tin đội tuyển U21 Phố Hiến lần đầu tiên lọt vào vòng chung kết U21 quốc gia năm 2019. Đội bóng U21 Phố Hiến vừa xuất sắc vượt qua vòng loại để giành quyền vào vòng chung kết giải bóng đá U21 quốc gia Báo Thanh Niên năm 2019. Đây là lần đầu tiên đội bóng của Hưng Yên góp mặt tại giải bóng đá trẻ uy tín này. Tại vòng loại, U21 Phố Hiến nằm ở bảng A cùng với các đội Hà Nội, Viettel, Công an Nhân dân, Sông Lam, Nghệ An và Nam Định. Sau 5 lượt đấu, U21 Phố Hiến đã giành được 8 điểm với 2 trận thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua, là đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất vòng loại. Qua đó là một trong 8 đội tham dự vòng chung kết sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 10 tại tỉnh Gia Lai và Kon Tum. Kết quả của U21 Phố Hiến tại giải U21 quốc gia sẽ được chúng tôi thông tin trong các bản tin thể thao sau. Tại giải vô địch điền kinh các nhóm tuổi tỉnh Hưng Yên năm 2019, thị xã Mỹ Hào đã xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn với 9 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Để có được thành tích trên, công tác tuyển chọn vận động viên tham dự năm nào cũng được thị xã tuyển chọn trước giải 3 tháng để có nhiều thời gian huấn luyện. Đơn vị chủ chốt là trường Trung học cơ sở Nhân Hòa với số lượng tham gia là 9 vận động viên. Người hướng dẫn tập luyện là giáo viên thể chất thầy Đào Mạnh Linh. Trong các buổi tập, các vận động viên được tập luyện rất bài bản với các bài tập nâng cao thể chất, chạy biến tốc, trò chơi vận động và tập các môn phối hợp. Thế mạnh của đoàn thị xã Mỹ Hào là các nội dung nhảy xa và chạy cự ly. Những năm gần đây, phong trào chơi cầu lông của người dân huyện Văn Lâm phát triển mạnh. Toàn huyện có 17 nhà tập luyện cầu lông tại 11 xã thị trấn. Nhiều hộ gia đình đã tự xây nhà cầu lông như gia đình ông Đỗ Trọng Thực ở xã Đình Dù, gia đình ông Nguyễn Văn Hoan ở xã Đại Đồng. Ngoài ra, còn có các gia đình khác như ở thôn Nghĩa Trai, xã Tân Quang, thôn Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, thôn Tuấn Dị, xã Trưng Trắc đều tự xây dựng nhà tập luyện cầu lông, thu hút đông đảo nhân dân đến rèn luyện sức khỏe. Những nhà tập luyện này được đầu tư xây dựng trong khoảng kinh phí từ 200 đến 300 triệu với diện tích khoảng 200 m2, được trang bị hệ thống đèn điện chiếu sáng, trang thiết bị để tập luyện. Nhờ đó, phong trào thể dục thể thao của huyện Văn Lâm ngày càng phát triển, thu hút mọi lứa tuổi, tầng lớp nhân dân tham gia. Với mục đích góp phần giúp hội viên sống vui, sống khỏe, Hội người cao tuổi xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động đã vận động hội viên lựa chọn luyện tập ít nhất một môn thể thao phù hợp với lứa tuổi của mình. Hiện nay, phong trào thể thao phát triển ở cả 4 chi hội người cao tuổi trong xã với các môn thể dục dưỡng sinh, bóng bàn, đi bộ, đạp xe, bóng chuyền hơi, thu hút khoảng 30% hội viên người cao tuổi tập luyện thường xuyên. Tập thể thao giúp người cao tuổi hạn chế một số bệnh và có thêm niềm vui tuổi già. Vì thế, ngày càng có nhiều người cao tuổi trong xã tham gia tập thể thao. Hội người cao tuổi xã Ngọc Thanh đang có hướng thành lập các câu lạc bộ thể thao để các hội viên có cơ hội giao lưu, gặp gỡ, cùng nhau chơi thể thao. Trong những năm gần đây, phong trào thể dục thể thao của người cao tuổi trên địa bàn tỉnh luôn được quan tâm chú trọng. Bằng nhiều hình thức đa dạng và thiết thực, hoạt động thể dục thể thao đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, toàn tỉnh có gần 180.000 hội viên hội người cao tuổi, sinh hoạt ở trên 900 chi hội thuộc 161 hội người cao tuổi cơ sở. Trong những năm qua, Hội người cao tuổi tỉnh đã duy trì trên 1.600 câu lạc bộ, tạo sân chơi, sống vui, khỏe, có ích cho người cao tuổi. Trong đó chủ yếu là các câu lạc bộ thể dục thể thao, tiêu biểu như môn dưỡng sinh với trên 500 câu lạc bộ, thu hút trên 25.000 hội viên tham gia. Quái Châu là địa phương có môn dưỡng sinh phát triển đi đầu trong toàn tỉnh, với 90 câu lạc bộ dưỡng sinh luyện tập thường xuyên. Tôi tập dưỡng sinh cũng tầm độ 25 nay rồi. Nói chung là sức khỏe là vui khỏe này là điều thứ nhất. Thứ hai là chân tay nó mềm mại ra và trong người nó bệnh tật là nó giảm đi quá nhiều. Để mà phát triển cái hoạt động của các cái câu lạc bộ thể dục thể thao, đặc biệt là bóng chuyền hơi, thì chúng tôi cũng tiếp tục là phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể thao và Du lịch để nhờ các anh ấy hướng dẫn về chuyên môn. Bóng chuyền hơi cũng là môn thể thao thu hút được đông đảo người cao tuổi yêu thích và luyện tập. Toàn tỉnh hiện có trên 500 câu lạc bộ bóng chuyền hơi, thu hút khoảng 17.000 người cao tuổi tham gia. Các địa phương có môn bóng chuyền hơi phát triển mạnh phải kể đến như Văn Lâm, Mỹ Hào, Ân Thi. Đối với nhiều người cao tuổi, bóng chuyền hơi từ lâu đã là một món ăn tinh thần không thể thiếu. Môn bóng chuyền này là đối với người cao tuổi thì nó rất phù hợp, tức là không cần phải chạy nhiều, nhưng mà vẫn phải yêu cầu cái nhanh nhẹn. Để phong trào rèn luyện thể dục thể thao phát triển, Hội người cao tuổi các cấp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các hội viên và động viên hội viên tập luyện thể thao hàng ngày. Trong các cái dịp ngày lễ, ngày Tết, các cái tổ chức hội người cao tuổi ở cơ sở tổ chức các cái hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ và thi đấu những cái hoạt động về thể dục thể thao thì tạo điều kiện cho người cao tuổi là luyện tập hàng ngày, nâng cao sức khỏe để giúp cho người cao tuổi sống vui, khỏe, trẻ hơn và sống hạnh phúc. Nhờ phát huy hiệu quả của các câu lạc bộ thể thao cũng như phong trào rèn luyện thể dục thể thao của hội người cao tuổi trong tỉnh đã góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt hội, khích lệ hội viên sống vui, sống khỏe, sống có ích. Bình nước nóng Rosia Sapphire, sản phẩm cao cấp của Tập đoàn Tân Á Đại Thành. Hoạt động thể dục thể thao của người cao tuổi trên địa bàn tỉnh đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.